chú hả? Cắt cái chạy cho cho nhiều sầu riêng hả? Nó lên được có cái đàn đà. Dạ. Chưa có cắt được, chưa có đổ tắm nữa. Nói ngày nay là gỡ dáng nè. Dạ. Ngày nay là ngày gỡ dáng là đổ tắm nè. Đổ tắm. Mà không ngờ nó mắc á. Gặp nạn ha. Khi mà công an mà bàn giao về cho gia đình mình á, người ta có nói cái nguyên nhân gì sao không? Không, cái đó tôi không hay, nói chung là tôi không hay thiệt. Mà tôi cũng biết nữa, người nhà nè, tôi mà hỏi người nhà đó. Dạ. Tôi không biết thiệt, cái nào họ tôi không biết, tụi nó không biết. Tại vì chắc đó mình chưa hay, tới sáng tôi mới hay mà. Dạ. Chú này là hàng xóm hả? Cái này cậu... cậu ruột đó. Cậu ruột của ảnh hả? Dạ. Cậu ruột. Cậu này anh hai. Con nhỏ đó là anh ba đó đó. Anh ba. Em nghe nè. Có, vô quay đi. Em gỡ vị trí cho. Trước mặt là bà nội hả, có chú anh chị? Anh Bí thì anh cũng đi kiếm cá để mà nuôi gia đình, thưa chú chịu bạn thì không may thì có một cái sự việc đau lòng thương tâm xảy ra, cũng rất là buồn về cái câu chuyện này. Nhưng mà nó có cái là một người vợ ở lại thì gánh nặng tới 5 đứa con, cô chú anh chị bạn. Sự việc này rất là khó tả luôn cô chú anh chị. Một người mà nuôi một người thì mình thấy nó còn hơi là muốn vất vả, mà giờ một người mà nuôi tới 5 đứa con như vậy thì cô chú anh chị các bạn, thì cái sự việc này rất là khó. Nhà mình có đất ruộng gì không? Không, nhà không có nhà. Để làm ăn không, có một tháng là không? Một tháng là được 3 triệu mấy gì sao đủ? Nói chung nha, có ba đó, chồng nó trụ cột trong nhà mà lo cho đình. Anh là người con thứ mấy trong gia đình? Thứ ba, thứ tư. Thằng trai thứ tư của tôi, thằng trai thứ ba đó. Thằng đó thằng trai thứ ba. Nó là thứ tư. Chú anh chịu hoàng trước mặt đây là bà nội. Khi mà cơ quan bàn giao cho gia đình đó, rồi có nói cái nguyên nhân gì không cô? Nguyên nhân gì mà ảnh như vậy không? Gặp nạn á? Đâu có đâu, nó đi bằng tiếp với chỗ này nè. Rồi cái sáng tôi xách nước tôi tính ba cái chuối nè, cái tôi thấy nó sao chưa, nó chưa có thức. Người ta nói quý bữa nay con có đi làm không? Nó mới nói bữa nay con nghỉ một bữa. Dạ. Tại vì mới đổ bê tông rồi cho nên ngày mai con mới đi làm. Dạ. Nó nói thôi mày không có đi làm, thôi mày nhà mày giữ con mày đi, đằng tao ở bên đây tao bác đi, mình tính cho nó giữ con nó đừng đi xẹt, để nó đi mình cứ la hoài mà nó không có nghe. Dạ. Nó nói đi kiếm ăn chứ đâu có bán chắc gì đâu, chứ giờ cái gì mỏi cái gì cũng mua, tiền đâu mà mua, đâu có đâu mà đủ. Dạ. Đó, đi kiếm đủ ăn về chứ đâu có đi đâu, đâu phải đi bán, đi mặn đi bán như ta đâu, mẹ sợ. Mà tới số chết rồi bà ơi, lo cái gì? Trời, nó nói vậy, tôi mới chửi nó. Nó mày trong cái miệng của mày, nó mắm, nó muối, nó bay bà không à. Nó nói với cho dài dám, có số, người ta làm cho có số. Tôi nói thì bây giờ hỏi chứ có gì thì ăn, lấy đi, mày mặn mệt quá thì nghỉ. Nhưng mà có sức khỏe, mày mặn, mày nuôi thằng con mày, thằng nhỏ xíu kìa. Nó còn có chút ảnh kìa. Mày mặn, mình không có dám nói nay, nó đỡ thừa mình xui. Tại vì mình thấy nó là 5 con mèo, mà năm nay 5 thình, nó cũng tị dữ lắm. Mình sợ, mình không có dám nói thẳng. Cái lúc mà anh nói chuyện với con lúc đó là mấy giờ? Lúc đó tôi cũng bán đồ bên đây rồi, tôi để đôi về cha, mình cũng không có là để ý là... Cũng là buổi trưa ha? Cũng xế chiều rồi, Là lúc anh cũng chuẩn bị đi xẹt đó, đi kích đó ha? Cấp đó là nó ấy đồ nè, nó tắm con nó nè. Tôi mới nói thôi mày coi con mày đi cho tao đây, tao bán lu bu quá, mày coi con mày đi. Dạ. Mình đâu có biết là nó không có sẵn đi xẹt, mình chưa có biết. Dạ. Chứ phải sẵn đi xẹt là tôi cũng không cho đi rồi. Nói vậy đó. Rồi chiều nó là cô cũng không có để ý, cũng không hay gì luôn hả? Đi với châu bắt giữ con nó. Dạ. Rồi bác bên đây. Dạ. Rồi khách lại uống cà phê này kia nọ hoài, tới lui bác rồi con nó hãy có ai lại mua thì tôi đưa thằng này cho chị nó giữ rồi tôi bán. Rồi ấy xong thì nó khóc hay là ở đáy này kia hay tắm giữa rồi tôi qua tôi tắm tôi làm rồi ẩm qua ẩm lời tới lui vậy đó. Rồi đến khi mà cô hay anh gặp nạn là lúc đó mấy giờ? Cấp mà hay là người ta cho hay là 7 giờ mấy, từ 8 giờ rồi. À 7 giờ mấy, 8 giờ tối. Bởi vì con vợ nó đi mặn về, rồi khách ta ngồi uống nước đây nè. Người ta mới nói thôi vợ nó về rồi, thôi mình vô mình về mình nghỉ đi. Đặng cho bà Tư bà nghỉ, sáng bà còn thức nữa. Rồi mình tưởng đâu là nó đi rồi chị nó thì bữa
đóng cửa ăn cơm mà vợ chồng ngủ rồi, bữa nào cũng vậy đó, bữa nào ấy thì nó ngủ sớm để nó mằn mệt mà mình đâu có hay. Mấy con gái út tôi mới nói thôi mẹ ơi ba có ngủ như này không, tôi nói không ba mẹ không có ngủ này, nó không có mẹ có một mình à, thôi mẹ đóng cửa ngủ sớm đi đó. Rồi tôi mới đem gom ly đâm đồ vô tôi rửa dẹp xong rồi tôi mới giờ chung cái vô mồm mà tôi mới nghiêng lấy cái gói nằm kê cái đầu nó nằm nghiêng gì cái con Liên nói mẹ ơi mẹ chịu Quý đi xịt cái gì chưa, tao nói không biết nó đi mà tao không biết gì chưa, nè cái xuồng này thấy của con Quý không là đưa lại tao rồi, xuồng này của con Quý rồi, rồi nó té xong chết rồi. Cái người kêu mà cô á là ai? gái thứ hai tại vì người ta cho gái thứ hai tôi nó hay à. Gái thứ hai nó chạy qua nó kêu tôi lúc đó là mấy giờ? Lúc đó cũng 8 giờ mấy rồi à, 8 giờ mấy tối rồi à. Nó rồi mới tá quà lên mấy người này người kia mới túa lại cái đầu đi xuống dưới nó mò hoài không có đụng bị dạ. Nó hút sâu nó hút sâu quá đi dạ. rồi quay lại cái mấy lấy cái gói của nó, gói nó nằm đó mấy thảy cái gói nó xuống thảy dưới đó mà nó cho băng tới đó nó quặn nó hoài luôn à. Cái gói anh nằm ha, cái gói nó nằm đó, nó quặn ở đó mà nó nằm ngoài này, cái gói quặn ở đây mà nó nằm ở ngoài này à. Ngoài này một chút dạ. Đó, rồi người ta mới lấy cái xào tao thọt nó, tao mò rồi tao quơ là hai cái tay nó gồng gì nè, rồi tao quơ ngang cái nó quấn cái tay ta lôi nó lên. Cái dụng cụ đồ nó vẫn còn ở trên xuồng thì còn trên xuồng rồi, con ngang lấy chân luôn rồi. Có ý như lúc đó là cũng như là nó bị giật nó té xuống đó rồi, mà cái cây cần á thì nó nằm ở trên cái cây nó lấy luôn. Đưa xuồng đang chở xác về thôi. Cho cái xuồng chở xác về là hên, chứ thôi nó lấy hết trơn luôn rồi đó. Rồi xin nó cho cái xuồng này mà chở xác thôi mà vậy chứ nó tôi cũng ngay cho rồi. Chở bên cái tủ lạnh của bà nội bà na. Bà lấy lắc bên tủ lạnh á. Lúc mà phát hiện ra ảnh là lúc đó mấy giờ rồi? Lúc mà người ta cho mình hay là 8 giờ mấy. Rồi tìm được ảnh là mấy giờ? Tìm giờ nó là cũng gần 12 giờ mấy. 12 giờ mấy đêm ha. Người mò mà. Ô mô phật này à, mô phật à. Có sao không con? Mò hoài không có được. Mấy cô dì Út nó mới nói thôi chị cái gói nào nó nằm đó yeah. Chị lấy cái gói đó, chị thảy đi, chị thảy yeah. Xong đi nó trôi đâu, chị lại nó mò là có nó hà. Nó rồi cái mới thảy cái gói trôi lại đó, cái chị hai nó đứng nó làm như là nó kêu chị nó vậy đó yeah. Rồi chị hai nó mới xuống, người ta không có cho yeah. Là chị hai nó nói nè, Quý nằm đây nè, nằm đây thì người ta lại đó là mò là đụng nó lên. Cũng như con Liên nó nói làm như văng vẳng cái lỗ tai là chị hai em nằm đây vậy đó. Trời ơi. Nghe vậy đó cũng như là ấy mà nó đi dù xuống mà người ta không cho, tại vì tối lại được bà gái người ta không cho xuống rồi à. Con ăn nó lôi nó lên. Là gia đình mình đi xuồng xuống hay là đi xe xuống? Đi xe Honda dạ, xuống dạ. Là cách cái gói nó là mấy mét? Cách cái gói nó mấy mét vậy không Quý? Gần không chị? Xa. Tới cây cầu chỗ mà cái xuồng ảnh đậu hay là con đi lại đó gỡ như là đây là đi lần lại trần chuồng mình chứ đó. Rồi. Thì nó cái gói là nó chạy chạy từ từ băng lên là nó trôi từ đó là nó nằm ngay đó, nó quặn quặn đó là nó nằm ở ngoài này. Nó đâu? Là nó nằm ở đây, dạ. Nó nằm ở đây mà cái gói quặn quặn ở đây hoài không trôi mà có dạ. cái miệng vớt bành kia mà nó không trôi vô, miệng vớt mà không trôi đâu cho cứ nó quặn nó hoài mà là ta mới cắn cái xào đó tao mò tao quơ là cái tay nó ngoài đó cái ấy lên là đây là chị hai hả? Là lúc đó chị hai là chị cảm thấy là như anh Quý kêu mình ở đó hả? Giống như là em rút nhang em giái em kêu nó vậy đó dạ. Chứ tự nhiên cái em thấy nó giống như là nó kêu chị hai ơi em ở dưới đây cứu em lên vậy đó. Chị nghe vậy đúng hả? Nghe lồng lộng vậy đó là bước xuống. Tôi bước xuống mà người ta không cho tôi xuống, người ta kéo tôi lên. Mà tôi kêu người ta không ai chịu xuống đó dạ. hết dạ. Rồi á, mẹ tôi kêu lấy cái gói á, là nó ngay cái chỗ tôi chỉ luôn á. Là cách bao xa? Cách cái miệng xuồng, cách cái xuồng ở đây rồi nó nằm ở ngoài miếng bờ cắm rồi nè. Trời ơi. À, lúc đó là công an đâu có lên không chị? Công an ngoài địa thị trấn đâu lên nhóc. Dạ. Tại vì mình lúc đó mình không có ai ở dưới tay. Dạ. Nó mới kêu. Ra điện cho xã mới cho mình mới hay được ở nhà cái bên này nè, người ta kêu chạy lên tôi đi hết trơn rồi, tôi mở cửa không có được. Chị hai là ở bên đây ha,
nhà này bên kia. Lúc đó là mấy giờ chị hai? 8 giờ tối hả? Rồi mới qua cho bác hay. Là tôi móc máy ra tôi điện mẹ tôi á. Dạ. Tại mẹ tôi đóng cửa, mẹ tôi ra tôi sao hè, tôi kêu không có được. Kêu thì nó bác không nghe, sợ bác không nghe. Tôi móc máy tôi điện mẹ. Nói mẹ chạy ra là đưa chứ là đưa cái máy là đưa cái coi chiếc xuồng nó rồi thằng Quý rồi chứ xuồng này là xuồng của thằng Quý rồi nó bị giật cho té nước chết rồi. Bây giờ vậy là tôi nói là xong rồi là tôi nghe nói ở Cúc với Yến Yến là tôi nói thiệt là tôi nói bờ bên sông bên kia là đem chiếc xe ra là tôi bay tôi xuống dưới liền luôn. Là chúng như chị cảm nhận là ở đó luôn hả? Nhưng mà cái lúc anh gặp nạn là khúc nào hả chị? Rồi. À. Còn cái lúc anh gặp nạn là trên đây hả? Xuống con gái này kia nọ rồi chị hai con gái nữa. Đang nghe chị hai nó kèn Quý kìa, Quý ngồi Quý kìa. Cái này bị cầm đồ á, tao đi xuống Quý rồi. Cái rồi. Thì chị hai bắt đưa lội xuống dưới chỗ cái tô nước của ta. Cái ông công an nói thôi chị đi lên đi, đừng đi xuống dưới mất công mà hung hung và báo người ta nữa. Một người nữa. Đó là chị hai dần dừ, chị hai không muốn lên. Rồi kêu lần nữa chị hai mới đi lên. Đó là da mò đó, nó nằm cái gói mẹ kêu đem lên thảy nha, là con thảy tự đó phải không, thảy như nào nó trôi dài xuống không, tới chiếc xuồng đầu nó trôi ngay ra ngoài khúc đó, nó xấy dựng ngay chân đó hoài luôn. Cái gói nó xấy nước luôn hả? Rồi. Nước nó đang trôi lên luôn đó, trôi nước đang luôn chảy luôn đó, mà nó không chảy luôn. Mà nó không trôi cái gói. Nó không trôi cái gói mà nó cứ quặn hoài ngay chỗ đó. Ngay chỗ đó hoài, người ta nói rồi nó nằm ngay đó luôn. Là ông anh tôi ông nhảy xuống là ông chết xuống lên liền luôn. Mà lúc tôi nói là tự vì em tôi, nếu mà chiếc xuồng ở đây là nó không bao giờ nó đôi xa đâu. Tại điện, nếu mà điện giật nó là có thể là nó nằm ra ngoài này một xíu thôi. Tôi nói không ai chịu nghe tôi chơi cái mò đầu này, mò đầu kia. Tại vì nói chung ta không biết là nó té ở khúc nào, cho nên nó nói nào nó đâu có biết được, đâu có biết gia định chứ, đâu có biết cái xác định được. Nhưng mà nói chung ra là anh gì, tôi xuống tôi e con nhỏ này lên, tôi kêu mày lên mày xin ba cái nhang đi. Tự gì ở trên bờ có cái nhà ta mà thấy chiếc xuồng đó, người ta điện cho công an chắc tay đó. Mới lên nó kêu nó xin đi, xong rồi hai chị em giấy nó xin cục đất ở đó, rồi giấy nó cưng ơi, Quý ơi cưng ở đây á, ở đây là ở dưới này lạnh lẽo lắm, em kiếm đi cho chị thấy em, nặng chị vớt em lên nặng về nhà, ở dưới đây lạnh lẽo lắm em ơi. Rồi tôi mới vừa giấy xong tự nhiên ốc ác tôi dựng lên, giống như là có ngựa, nó giống như là có tiếng nó kêu tôi vậy đó. Dạ. Cảm nhận được là giống như em tôi nó kêu tôi vậy đó. Rồi tôi lội xuống, tôi lột đồ này ra nè, tại tôi mang cái bóp này luôn, tại cái bóp đựng để mấy cái điện thoại người ta xuống người ta mò em mình đó. Dạ. Là mình giữ cho người ta, tôi đưa nhớ này kìa, mày cầm đi, tôi xuống tôi kêu em, nó ở dưới đó đó, nó ở dưới đó nó kêu tao. Rồi tôi lội xuống tới đây luôn rồi nè, tôi lội xuống ướt cái quần là lên tới gần án tôi vậy nè, là gần tới cái bực rồi. Cách chỗ anh nằm là bao xa? Cách chỗ nằm cũng khoảng bằng đây rồi đó vậy. Kế bên bên luôn. Dạ. Trời. Nhưng mà cái đó là cái bực hầm. Dạ. Nằm ở dưới bực cấp á. Nằm cái bực cấp dưới. Cái lời. Tôi là nằm. Dạ. Tôi đứng hay còn ở trên. Dạ. Cũng ngay cho đó. Cũng ngay đó. Nhưng mà cách một cái bực. Nó nằm ở bực hầm. Cũng như là xui khiến rồi. Đưa mượn trồng cây có về nhà cửa cho mượn tiền cắt không.
rồi. Có nhà có cửa gì đâu. Mẹ em mới cho cái nền chưa có dạ, tiền cấp nữa kìa. Em lỗi con cái nhà nước nó lỗi thiệt đó. Một ngày á em đi bán á, em đi lấy cam em bỏ một ngày em kiếm có 100 ngàn 100 ngàn. Đồ muốn tôi thi chồng em mà em không cho. Anh nói chồng em á, ổng ở đây hồi đó vợ ổng chưa có lòng nước mít nữa. Này ổng đi kiếm cá luôn gì cho vợ cho con ăn đâu phải đi quýnh lộn quýnh lạo đâu mà đòi mổ tứ thi chồng tôi bây giờ tôi không cho. Không cho là không cho. Trời ơi tiếp tục tôi tự ác giờ mà bán mình ác luôn à tôi nhất định không được. Mới dớt lên là công an hỏi giờ chị cho mổ tứ thi chồng chị không? Em mới nói không chồng tôi đi xẹt mà đâu phải đi quýnh lộn quýnh lạo đâu mà mổ tứ thi giờ tôi không có cho tôi không đồng ý chở chồng tôi về là đem anh Quý lên xuồng rồi đó cậu đấy cái công an nó thôi giờ chị với chị hai rồi về hết đi rồi lúc đó chị hai về lấy bánh lấy nhang ăn gái ăn cúng ăn kia mò ảnh đó cái sao hồi mò dính á hãy gói xuống hồi mò dính á cái mò dính rồi cái con mới điện cho mẹ thì ông anh ông đường về cái em nói thôi giờ dớt lên rồi cái ông công an hỏi giờ mổ thi chồng chị không nói không chồng tôi đi xẻ đi kiếm cá gì cho vợ con ăn làm gì đâu có quýnh lộn quýnh lạo đâu mà đòi mổ tử thi chồng tôi giờ tôi không cho giờ chở đi về rồi Thiên Quý lên dắt nó là cậu á từ dưới sông dớt lên lên hai giờ bạn méo quên không ai tay ơi trời tay công lại hết trơn con đòi đi xuống nhà mà chồng con công an không cho Cho. Cả mấy lần con bường xuống cho con nhìn thấy chồng con lần nào đó. Mình để anh xuồng đem về hả chị? Hả? Mình chở để dưới xuồng chở về luôn anh. Chở xuồng đi về lấy luôn. Lấy cái màn nó quăng rồi kiêng lên đây nè. Cái đường trong nó kiêng lên đây rồi đem lên đây. Nói anh kiên hình rồi thấy bộ đồ nhìn thấy bộ đồ. Ở nhà mẹ không có cho đi rồi em cũng không có cho không đi thiệt nữa. Còn mất chừng nhỏ nữa, cái nhỏ xíu nãy đó. Nó đâu có mà chịu đó nữa, rồi lắp tôi bu mát cho mình tôi. Mua hoài nó nói ngán tiền cho nó ngán tiền nó là tiền nữa. Nó mới được cái cá chứ đâu. Rồi, để mua có gì ăn lấy đi, để mua ăn cũng lấy tiền mà mua cho ăn cho hoài. Tiền cũng có đủ tiền nữa, tiền xả, tiền nhỏ nữa. Tiền điện, nước tùm lum hết trơn á. Thôi giờ đã đi kiếm cá ăn, nó thôi mua đi, có nhiều ăn nhiều, không chịu. Nó tiền nó mua hoài, ăn hoài. Kiếm ăn cho đỡ tốn tiền ra. Chứ cái gì mỗi cái mỗi mua tiền nó đâu mà đủ. Thằng nhỏ sữa mà thằng này nó uống sữa dữ lắm. Thùng sữa có mấy ngày là hết thùng sữa rồi. Thùng sữa mấy trăm ngàn á. Ba trăm mấy, ba trăm mấy mà tả nữa. Bờ rồi tả nữa. Chạy ra 500 mấy nữa. Nói bạn cho tôi là đúng 11 giờ là anh về tắm con đó. Gì đó. Mà có khi nó về trễ bữa là mượn bà nội tắm. Tôi nói sao mà em điện cho bà nội tắm nó. Bà nội nó biết. Em mà nghe tiếng máy em về á thì... Là nó tiếng nó tắm nó đòi rồi đó. Là một tay ẩm về là ba nó tắm rồi là ẩm qua là nín khe. Là cho uống sữa là nín phè lên rồi. Còn mà ấy mà ba nó chưa về trời nó khóc nó dậy nó rủa nó làm sữa, thôi nó làm cái gì nó không mà làm cái gì nó không chịu hết á. Nó thôi bà ba đi mặn tăng ca rồi con ơi ba chưa có gì thôi để nội tắm cho thì ẩm vô tắm thì hơi đi qua thì mình ngủ mà ba nó tắm thì nó mừng chờ ba nó về ba nó đang tắm nó tối thì em dỗ nó ngủ thì nó không ngủ mà ba nó dỗ thì nó ngủ hai cha con ngủ nhụi trong mình lấy đồ qua nó đắp cho nó ngủ mấy cái áo đó. Bé trai được mấy tuổi? 8 tháng rưỡi tuổi hả? Ông nói rồi gửi trai gắn mà cha mua chiếc xe là mua cái yên cho cha chở không mượn xe bà nội chở không đi chơi nha chị. Nói gì đó cha hả? Con đi chơi. Chưa nhớ nhớ. Lâu lâu cái đầu mà. Thôi để ba cha mượn xe bà nội á. Chở con đi nha. Rồi chở đi vòng vòng thôi cái đó thôi. Cái cha như mà vậy mà cha hứa với con á, cha bằng vài bữa cha mua cái yên rồi cha mượn xe bà nội, chiều hai cho con mình đi chơi nha con. Thì mới nói con bữa trước hay sao gì anh. Anh đi về anh chết. Thường thì buổi sáng chị đi làm sớm hả? 4
giờ là em thức dậy là 5 giờ là xe tới đây là rước rồi. Công ty làm công ty may hả gì? Dạ, công ty may dài. Dạ. Chị Gia. Chị Gia dậy hả? À. Dưới Trường Sưng Tháp 10 đó. Xa dữ vậy. Đây hướng dưới là cũng gần cả tiếng á. Dạ, đưa đón. Rồi buổi sáng hôm đó anh chị có nói chuyện gì với nhau không? Rồi thì cũng nói anh có thức sớm không? À. Rồi anh cũng thức sớm mà bữa đó anh nói em à nói à, rồi em nấu cơm đó anh ăn anh chút anh đi làm nha, nói không bữa nay anh nghỉ. Là mới hôm qua hả? Dạ. Bữa nay anh nghỉ ngày tại vì hôm qua đổ bê tông rồi, rồi ông anh ông đi bắt ông rồi. Thôi bắt ông rồi anh ở nhà anh giữ con nhỏ đi đặng cho mẹ buôn bán với mẹ bác mệt nữa. Cái ông nói nói thôi anh đừng ai đi xiệt nha. Còn dặn vậy luôn. Cái ông nói em sao anh thấy con bé Út á ăn tép phơi khô á thấy thèm quá à. Bé Út cho anh ăn mấy con rồi thấy thèm quá để anh đi xiệt kiếm tép về nhà mấy vợ chồng cúng dán ăn. Em nói thôi để em mua về rồi ăn. Nó thôi đi mua tốn tiền lắm để anh đi chuyện thôi không có đi nha. Không nói không có đi mà ông đi dắp sáng được mấy con tép gì còn để trong tủ lạnh là nha. Buổi sáng là đi một lần rồi đó. Đi một lần không được có mấy con gì đó được 2-3 qua con cá gì à em chiên còn để chổng nữa nha. Đợi hai chồng gì ăn cơm bữa nào em cũng đợi ổng gì ăn cơm chứ á. Dạ. Cái nói ủa sao mà cha mày càng ngày lâu như vậy ạ. Cái thấy gì thôi đóng cửa đặng em ra làm sao em ngồi thì chút xíu mẹ mới kêu chị hai kêu qua em thấy cái xuồng ông kia không phải xuồng quý không phải rồi. Những ngày thường thì có khi nào anh đi về trễ gì không? Không, ngày thường anh không có đi về trễ. Đi về sớm lắm nha, là nó đi là khoảng 4 giờ là nó quay đầu trở về có 2 giờ mấy đó là nó đi rồi nó tới cái đuôi đó đó là nó quay trở về là về nấu cơm nấu nước bằng cá này kia nọ đang cho nhỏ này về ăn cơm nấu canh này kia nọ vậy đó. Thí dụ hỏi mẹ ơi bên đây mẹ bữa nay có nấu canh không? Nói có thì nó bảo nó không có nấu. Bữa nào tôi ăn tương á thì tôi không có nấu tại có mình tôi ăn rồi tôi không có nấu gì hết trơn. Rồi nó mẹ không có nấu cơm con đi ấy kia cái tôi chặt cho nó cái bắp chuối bên đó thôi mẹ nấu canh chua vợ chồng mẹ ăn đỡ đi tại tao ăn tương mà tao có mình nữa không có đứa nào hết trơn. Tao làm biết quá tao có quẹt tao ăn mình tao được rồi. Mà lấy cái bắp chuối về vợ nấu canh chua vợ chồng ăn đỡ đi nói vậy đó. Bữa nào tôi ăn mặn á thì tôi mua đồ tôi nấu canh chua rồi tôi mua cá chả đồ đó tôi để vô tôi nấu rồi tôi múc cho nó này mớ cho nó không có mình tôi tu tại mình tôi ít có những bạn ăn tương thì nhiều quá ăn mặn nha ít có ấy lắm nấu cái gì thì cũng múc chia cho nó ăn hết trơn á phải thôi đi có cái gì ăn cái nấy đi nó nay dòng đi kiếm cá chút xíu có gì đâu tới số chết chứ ở đâu mà cứ la hoài rồi cái gì cũng mua nó chứ cái gì mặn tiền như bà thấy sò giờ sữa nó uống mà hình không kịp luôn nữa cái mà gì cũng có đồ gì cũng mua hết trơn mà làm sao rồi đi kiếm một chút gì ăn chứ có gì đâu tao nói mày thấy không bây giờ tao đi xịt con mình á nó khiến xu nó dục dữ lắm thôi đi cái bữa nó đi là em ấy em gặp em cũng cho đi cản rồi em giả bộ cũng nó em ơi mày lên đây mày làm này cho chị một chút đi rồi mẹ đi giả bộ tôi dụ nó kêu mặn này mặn kia ngồi cái tối là đâu đi mà tự gì em tính đi về đang nhờ nó làm công chuyện cho em nữa nhưng mà em về trễ quá em về tới 2 giờ ngoài là nó đi rồi em về trễ em hỏi con nó là nó cha đi xịt rồi nó nói cha mày nữa rồi đó nó kêu ở nhà rồi mà cứ đi xịt hoài rồi tôi tưởng là con này đi xe mày nó nắng quá trời Liên ơi mày dắt cái vô trong mắt đây để nó ấy mày dắt nó ở bên quanh nó nắng chung quân đỡ dắt ở nhà chú quân còn cái nhà hoàng và nhà hoàng đẩy nó qua cái chuyện giật bên đó cho nó mất mát chứ cảnh bà này cũng khổ nó chồng theo vợ bé bỏ lại ba đứa con chứ đâu có ai chứ đâu mà nó chồng theo vợ bé bỏ bà đẻ con rồi kính thưa quý vị chú anh chị thì một câu chuyện hết sức là đau lòng vì chén cơm manh áo để đi dành dụm hà tiện từng đồng từng cách cũng để nuôi con vì tiết kiệm mà đỡ tốn tiền chi phí đồ ăn thức uống mà anh không may anh gặp nạn nữa cả nhà. Tới nhà tôi bữa nào tôi cũng la chị hoài mày đi bán cái gì mà về tới nhà 8-9 giờ tới hù tới thịt
khúc vắng ngoài kia, mẹ gặp người mấy thằng say xỉn rồi nó làm ẩu làm tả nữa.